Thế giới hoàn mỹ tập 277, đoạn thần tử. Khí tức kỳ lạ của một vài sinh linh trong táng thành nhanh chóng biến mất trong phạm vi thần niệm của Thạch Hạo, rõ ràng bọn họ đều là nhân vật siêu tuyệt, trong phút chốc không nên tra xét kỹ. Có thể là quái thai cổ đại, cũng có thể là dân bản địa, những người này rất lợi hại, Tào Vũ Sinh nói, Thạch Hạo gật đầu, đến giai đoạn hiện nay, hắn tu ra một luồng tiên khí, có thể siêu nhiên trên quần hùng, mặc dù gặp phải nguy hiểm thì hắn cũng có thể rút lui cho nên cũng không quá lo lắng. Người của thần miếu đi rồi, cũng không phải tiến tới đây, Thanh Y nói, đang linh cảm một cơn gió lớn đang thổi tới báo hiệu cho cơn mưa tầm tá phía sau, có lẽ sẽ có đại chiến tuyệt thế diễn ra. Còn Kim Văn Bạch Hổ chính là thanh thú của thần miếu, nó đã bị giết chết cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thạch Hạo không có truy kích những người kia hắn không hề bận tâm tới làm gì, có thì cũng chỉ có mỗi cổ thánh tử, dù hắn có bước ra bước kia đi nữa thì đã làm sao, nếu hắn dám xuất hiện thì chắc chắn sẽ tặng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Dù sao, hắn cũng đã tu ra một luồng tiên khí trước kẻ này. Thần miêu rất đáng sợ, cửu thiên thập địa kinh của bọn họ được xưng là truyền thừa vô thượng, không có bất kỳ truyền thừa nào sánh bằng, Tào Vũ Sinh nói. Thạch Hạo gật đầu, hắn cũng có chút hiểu biết với đạo thống cổ xưa này thần miêu kia không lớn và cũng không phải rộng rãi thế nhưng lại trường tồn cùng tuyên cổ, thờ phụng ba vị tượng thần. Nghe đồn, đó chính là ba bức tượng bất diệt từ xa xưa, đại biểu cho sự trí cường. Có người nói, đó chính là mấy vị tiên chủ thời tiên cổ, cũng có người cho rằng đó là thần tổ ở niên đại thần đạo được chú định sẽ bất hủ. Còn có người đoán chính là thiên đế gần như vô địch cả khắp đất trời. Táng thành, phố chợ đông đúc, người tới kẻ đi, Hiện giờ, trong tiểu thiên thế giới này có tiên chân cũng không phải là bí mật gì nữa, tin tức sớm đã tiết lộ ra ngoài rồi. Đầu đầu cũng có sạp hàng được bày bán các loại dị vật kỳ chân, những tu sĩ nào cần đều có thể tới trao đổi. Trong thành, vùng núi đỏ đậm với diện tích cực lớn, đó chính là những nơi đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, là cuộc đại chiến ở cổ đại lưu lại, nơi này có rất nhiều sinh linh đang tìm kiếm thứ gì đó. Bên trong lòng đất của nơi này không hề bình thường, từng có người đào được nửa bộ tiên kinh, Tào Vũ Sinh giới thiệu. Hơn nữa, ngày đầu cây nhỏ tiên đạo mà thập quan vương chiếm được là dựa vào những ghi chép trong một khối cốt thư bằng ngọc thạch chỉ dẫn hắn tới đây cho nên mới có thu hoạch như vậy. Do đó, sinh linh ở bên ngoài mới chân nhau tiến vào táng thành, tất cả mọi người đều muốn tìm được vận may lớn. Và nơi đây cũng chính là nơi mà dân bản địa trao đổi những thứ cần thiết cho nên vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, Thạch Hạo ngẩng đầu, cảm thấy điểm kỳ lạ, thân thể sinh ra ý lạnh, cảm giác này rất lạ, tự nhiên lại hiện lên. Lùi lại. Hắn quát lớn một tiếng rồi vung ống tay áo cuốn đám thỏ nhỏ tới viện không, rời khỏi nơi này. Cảm giác này vô cùng khó tỏ, khi tu ra được một tia tiên khí thì thực lực bản thân tăng mạnh, thần giác nhạy cảm tới cực hạn, lúc đứng trước nguy hiểm sẽ có một cảm ứng thông linh nào đó không chút tiếng động nào, khe nứt hư không xuất hiện và một vệt sáng màu máu hiện ra quét thẳng về nơi ấy. Ban đầu, thứ này cũng không hề tiết lộ chút rung động nào, nhưng mãi tới khi Thạch Hạo ra tay muốn cắt đứt nó thì mới tạo nên những gợn sóng mênh mông. Nó vô cùng sắc bén, huyết quang cuộn trào, tuyệt thế vô song, đây chính là một thanh cốt kiếm màu đỏ cứ như được điêu khắc từ ngọc thạch, khí tức sát đạo bao la như đại dương. Ngay trong nháy mắt này, toàn bộ phố chợ như ngừng lại, nhiệt độ chợt giảm xuống, rất nhiều người sợ hãi phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích được, thời gian như ngừng trệ. Sao lại vậy? Mọi người hò hét trong lòng, ai cũng muốn tránh thoát thế nhưng cảm thấy khó mà nhúc nhích được. Người ngoài còn vậy chứ đừng nói đám thạch hạo đang đứng ở trung tâm kia, hắn cảm nhận được một loại sát ý vô biên mang theo sự tàn khốc, băng hàn, còn có vô số phủ văn quy tắc, nếu là người khác thì chỉ có thể đứng yên chịu chết, mạnh như Thạch Hạo thì chỉ hơi dùng sức đã thoát khỏi giam cầm. Xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có hắn cùng với thanh huyết kiếm này là có thể động, còn những người khác tựa như rơi vào trong sự quạnh hiu, tựa như đứng yên ở một nơi nào đó trong thời gian. Keng. Thạch Hạo cầm kiếm thai trong tay chém thẳng lên trên thanh huyết kiếm kia, tiếng vang điếc tai. Thiên thần cốt hắn chấn động trong lòng, thanh kiếm này không ngờ lại được luyện chế từ nguyên thủy chân cốt của thiên thần, một thiên thần cũng chỉ có thể luyện thành một thanh kiếm như vậy mà thôi, quá xa xỉ và kinh khủng. Nếu không phải kiếm thai của hắn đủ nghịch thiên thì đòn đánh vừa nãy đã gặp phiền phức to rồi, bởi vì đây chính là pháp khí thiên thần. Rất rõ ràng, chất liệu của thiên thần cốt kém xa tiên kiếm đại la thế nhưng nó lại ẩn chứa sức mạnh quy tắc vô cùng đáng sợ, lợi dụng phù văn bảo vệ cốt kiếm mà công kích về phía kiếm thai vô thượng của thạch hạo một đòn này chính là thành đại la kiếm tiên đang chống lại quy tắc tiền kim có năng lực kỳ lạ có thể tự vệ và giúp cho kiếm thai không bị hư hao gì dù vậy thì thạch hạo cũng lấy ra lò luyện đan để phòng ngự dù sau đó cũng là pháp khí của cấp thiên thần quy tắc vô cùng đáng sợ hắn lấy lò luyện đan hộ thể dùng kiếm thai công kích chém về khúc xương đỏ thắm kia lúc này rốt cuộc mọi người cũng đã có thể chuyển động nên ai nấy đều nhanh lùi về sau sợ sẽ bị cuốn vào trong trận chiến đấu đáng sợ kia vù. Cuộc kiếm tích huyết đỏ đậm, vừa nãy chính là tác phẩm của thiên quốc, gận sóng tỏa ra không gì sánh được, chấn động toàn bộ nơi này. Hả? Cuột kiếm đổ đậm kia có gì đó kỳ lạ, nó đang hấp thu sức mạnh trong hư không, phù văn càng ngày càng mạnh mẽ. Thạch hạo dùng mình trong lòng rồi cực tốc sử dụng kiếm thai cắt đất hư không, nhất định phải quét thứ này vào trong đồng thời hết lớn, tất cả mọi người lùi lại mau. Ừm! nơi đây nổ tung bởi vì cốt kiếm tích huyết kia đang bốc cháy và tỏa ra hào quang rực rỡ, nó nổ tung ngay nơi đó. Quá ác độc, người của thiên quốc vì muốn đánh bại thạch hạo mà lại phế đi một pháp khí thiên thần, bọn họ muốn ngọc đá cùng nát, trốn lấp chân thân của thạch hạo. Khi bụi mù tan hết thì khu phố chợ đã bị san bằng. Trên đất là máu tươi đầm đìa, vô số sinh linh chết đi, mặc dù phần lớn đã rút lui thế nhưng vẫn có thương vong không hề nhỏ. Lúc nãy, Thạch Hạo nhanh chóng chém đứt hư không rồi đánh cốt kiếm màu đỏ tích huyết kích vào trong, nếu không rất khó mà tưởng tượng được hậu quả do một bộ pháp khí thiên thần nổ tung gây ra. Điên rồi, người của thiên quốc nổi điên rồi, vì đánh gục địch thủ mà ngay cả pháp khí thiên thần cũng dám cho nổ, lại khiến nhiều người mất mạng như thế. Đà thần Thạch kêu la, nó vô cùng tức giận, vừa này suýt nữa thì đã bị lan tới ngay xa chân. Đúng là một đám điên, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào, bất kỳ quy định nào cũng không thể bắt ép được họ, Tào Vũ Sinh nói. Sắc mặt của Thạch Hạo u ám, thân thể hắn không có việc gì chỉ là quần áo đã bị phá nát, lúc mấu chốt hắn đã lấy kiếm thai chém đứt hư không và né về phương xa. "Thiên Quốc, đừng mơ còn có bất cứ người nào có thể sống sót, phàm là những ai tiến vào tiên cổ, giết sạch." Thạch Hạo nói, ánh mắt lạnh lẽo sau một khắc hắn biến mất ngay tại chỗ, hắn lấy kiếm thai cắt đứt hư không rồi nhanh chóng rời đi, tung hoành trong phạm vi mấy trăm dặm để tìm kiếm khí thế kỳ lạ kia. Bụt Táng thành, có một chiếc đầu lâu từ trong hư không rơi xuống khu phố chợ bên dưới, việc này gợi nên sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Liên tiếp có sáu cái đầu lâu bị chém rớt xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ cả đường phố. Sau đó thì Thạch Hạo mới xuất hiện và hạ xuống nơi đây. Hắn vô cùng mẫn cảm với khí tức của sát thủ thiên quốc, tìm kiếm một phen thì đã phát hiện được sáu người ở gần đó. Đáng tiếc, không cách nào tìm thấy chính chủ, đệ nhất liệp sát giả của thiên quốc đã dùng phá giới phù bỏ chạy trước một bước. Ngược lại, hắn cũng có chừng có mực, trong khu phố chợ này đều là sinh linh của bên ngoài chứ không hề có dân bản địa nào cả, cho nên hắn mới lạnh lùng ra tay, không hề sợ trả thù. Tào Vũ Sinh nói ở khu vực này, tất cả đều là người ngoài tới chứ không hề có cư dân bản thổ thần bí nào cả, nếu không chắc chắn sẽ rước lấy đại họa. Trong bộ tộc của dân bản địa đều có cường giả vô cùng đáng sợ tọa chấn. Còn dám tới nữa. Thạch hạo cầm lớn, toàn bộ mái tóc đều phấp phới, ánh mắt khiếp người, hắn cầm kiếm thai bay vút lên trời cao rồi cắt lìa một vùng hư không. Nơi đó lóe lên ánh trắng, một cây bạch cốt phiên xuất hiện và tỏa ra gận sóng kỳ dị tiêu diệt thạch hạo. Bên dưới, tất cả mọi người đều tàn lui, trốn về những khu phố chợ khác, không một ai dám dừng lại ở nơi này. Ẩm. Ừ. Giữa trời, ánh trăng trói mắt, loang thoáng có thể nhìn thấy một tòa bạch cốt sơn hiện lên, vô số ác quỷ đang kêu rên ở phía trên, tiếng gào rung trời, minh vụ che kín nhật nguyệt. Đây chính là bí bảo của minh tộc, Thành ý nói. Đó chính là pháp khí được luyện chế từ vô số bạch cốt cùng sinh hồn, quy lực tuyệt luân, diễn biến ra một sát trường của minh tộc hòng vây giết thạch hạo giang dốc. Thạch hạo nâng kiếm tiến lên, thần dũng vô cùng, trên đỉnh đầu là lò luyện đan, phù văn hộ thể, tay cầm kiếm thai chém ra sát trưởng kia, cắt đứt trung tâm của bạch cốt phiên khiến đại trận tan giã. Võ dũng tuyệt thế. Dù có sở hữu bí bảo thiên thần thì cũng chẳng đáng là gì, cứ phá hủy hết từng cái là được, đà thần thạch nói. Đại la kiếm tiên quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là thứ đã lưu lại truyền thuyết huy hoàng trên cốt thư kia mặc dù không có sinh ra hoa văn cấp thiên thần nhưng như thế cũng đủ kinh diễm tuyệt thế rồi. Còn lò luyện đan này cũng rất thần bí. Sai rồi, quan trọng là bản thân thạch hạo đủ mạnh. Thành y, thỏ nhỏ, tào vũ sinh bình luận. Người của minh tộc lại xuất kích, chúng muốn tuyệt sát thạch hạo ở nơi này thừa cơ hội hắn vừa trải qua một kiếp vừa nãy và đang hơi thả lòng nên họ đã ra tay, thế nhưng vẫn thất bại, không thể thương tổn tới hắn. Sau khi Thạch Hạo tu ra một luồng tiên khí thì thần giác ngại cảm vô cùng, đứng trước nguy hiểm sẽ sinh ra cảm ứng kỳ dị, ám sát bình thường đã vô hiệu với hắn. Đạo huynh quá thần dũng, hiếm có đương đại, bội phục. Có người đi tới ôm quyền và nở nụ cười tươi. Đây là một chàng trai trưởng hơn 30 thôi, nơi lưng có một cặp cánh sáng, trên đầu mọc một cặp sừng rồng, vừa nhìn đã biết là không phải hạng người phàm tục. Người tới nở nụ cười tươi giói cho nên thạch hạo cũng không thất lễ, ôm quyền chào hỏi lại. Tào Vũ Sinh, Thành Y cũng đi tới đánh giá người này. Đây không phải là nơi để nói thêm, mấy vị đạo huynh có thể hay không dành chút thời gian để cùng nhau nói chuyện, người tới mời rất nhiệt tình, cũng tự giới thiệu bản thân, tên là Long Vũ. Cuối cùng, bọn họ tiến vào một quán rượu nhỏ rất thanh tịnh và bắt đầu đàm đạo. Hoàng, một cái tên cực kỳ nổi tiếng, ta cũng nghe danh đã lâu và vô cùng kính nể. Long Vũ rất trực tiếp, nói thẳng vấn đề, mấy vị, thật sự không dám giấu giếm, ta tới đây cũng là do đại nhân nhà ta sai tới, chúng ta nguyện ý kết minh cùng các vị. Đại nhân nhà ngươi là ai? Thạch Hạo Nôi. Quần đạo, hắn khẽ nói ra một cái tên như vậy. Đầu tiên, Thanh Y, Tào Vũ Sinh, thỏ nhỏ đều giật nảy mình, dù là Thạch Hạo cũng lộ vẻ khác thường, liên quan tới quái thai cổ đại này thì hắn cũng có biết đôi chút, cũng là nghe từ những người khác. Ví như Thập Quan Vương, Lục Quan Vương Ninh Xuyên, tất cả đều là đại danh đỉnh đỉnh, uy chấn cao thủ các đời. Còn có những người khác nữa, ví dụ như có một người trẻ tuổi tên là Đoạn Hồng, xưng tôn ở tiên cổ một đời nên khiến người khác khó mà quên được. Chỉ vì hắn chưa nhanh nhóm thần hòa thế nhưng lại giành được vị trí đầu. Còn có cô kiếm vân của kiếm cốc, quân đạo ở trong cấm địa băng tuyết, người khác đều hiểu rõ bọn họ, không chỉ xuất thế một lần, chính là cường nhân rất nổi danh trong quái thai cổ đại. Tại sao lại kết minh cùng ta? Thạch hạo hỏi cùng nhau phối hợp dù sao cũng hơn khi chiến đấu một mình lòng vũ mỉm cười rồi hơi chút do dự nói kỳ thật tình cảnh của đạo huynh không ổn minh thổ thiên quốc thần miếu bất luận đạo thống nào cũng đều là con quái vật khổng lồ người mạnh nhất của bọn họ đều rất kinh khủng nghe nói rằng bọn họ đã bắt tay với nhau như vậy sẽ vô cùng bất lợi với thạch huynh hắn vô cùng thành khẩn nói tin tức như vậy ba bên đã liên thủ với nhau Tình cảnh của ta đã không ổn như vậy thì tại sao các ngươi lại muốn kết minh với ta? Hơn nữa nếu tham dự vào thì chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân mà thôi. Thạch Hạo nói. Chúng ta coi trọng tiềm lực của đạo huynh, tin chắc có thể hiên ngang tiến lên. Hơn nữa chúng ta cũng không hòa hợp với bọn chúng. Song phương chúng ta liên thủ thì có thể giết chết bọn họ sao? Thạch Hạo bình tĩnh hỏi. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của đối phương. Kỳ thực bên phía chúng ta cũng rất mạnh, không hề thiếu cao thủ, còn có đại nhân đoạn thần tử hắn chuẩn bị bước ra bước cuối cùng rồi người tới nói đoạn thần tử thạch hạo hơi nhau mắt hắn cũng chẳng hề xa lạ với cái tên này hai vị sư huynh của hắn từng bị người này làm nhục đánh cho bỏ chạy khỏi đạo tràng trí tôn quái thai cổ đại từng người đều độc lai độc vãng duy ngã độc tôn thì làm sao mà kết minh được thạch hạo nói tình thế quá bức bách bởi vì có người đầu tiên kết minh thì những người khác nếu đơn lệ chắc chắn sẽ rơi vào nguy hiểm ví như đạo huynh tuy rằng kinh tài tuyệt diễn có thể so với thiên kiêu cổ đại thế nhưng nếu bị hai người như vậy liên thủ hoặc ba người vây công vậy huynh có thể tự vệ được không long vũ hỏi thạch hạo cười cười không nói gì ta biết với thực lực của huynh đài thì quả thật có thể bế nghệ đương đại thế nhưng vương của cổ đại bất cứ một người nào cũng đều là như thế đều xưng tôn một đời long vũ thấy hắn không phản đối nên tiếp tục giải thích nói vương của cổ đại ngoại trừ những người cá biệt như thập quan vương nếu như không thể bước ra bước kia thì người này cũng không yếu hơn người kia là bao, một khi hai ba người liên thủ vây công giết một người thì tuyệt đối là chí mạng vì lẽ đó. Huynh đài tuy mạnh thế nhưng cũng nên liên hợp với một vài người cùng chí hướng với mình. Thạch hạo gật đầu và cũng không nói gì. Tào Vũ Sinh, Thanh Y ngồi bên cạnh cũng không hề phát biểu ý kiến, trong lòng bọn họ rất là kinh ngạc, rốt cuộc quái thai cổ đại cũng đã tới và xem Thạch Hạo tương tự như mình. Huỳnh đài nếu như liên thủ với chúng ta thì mới có thể tự vệ ở trong tiên cổ này, đồng thời sẽ đoạt vận may lớn vào lúc cuối kia, Long Vũ nói, tiếp tục phân tích cho hắn thấy. Ta có thể suy nghĩ, thế nhưng đám người liệp sát giả của thiên quốc cũng chẳng hề lọt vào mắt của ta, Thạch Hạo bình tĩnh nói. Đạo huynh vẫn còn quá coi thường thiên quốc rồi, quả thật nói bọn họ là người nguy hiểm nhất, đệ nhất liệp sát giả cũng rất mạnh. Có thể chỉ tạo nên chút phiền phức cho vương của cổ đại thôi thế nhưng đáng sợ nhất chính là quái thai cổ đại của thiên quốc. Nếu như hắn ra tay thì dù là thập quan vương hay là ninh xuyên cũng phải thủ thế thật kỹ để nghênh đón, Long Vũ cẩn thận nhắc nhở. Lẽ nào hắn đã bước ra bước cuối kia, Thạch Hạo hỏi. Dựa vào năng lực của người này thì chắc chắn đã thành công, Long Vũ nói. Ồ, Thạch Hạo không tỏ ý kiến gì đà thần thạch vô cùng khó chịu, nó rất muốn nói rằng hoang đã bước ra bước kia thế nhưng nó không thể nói được, vẫn còn muốn dựa vào thứ này để chôn giết những địch thủ bất thế kia. Cửu thiên thập địa kinh của cổ thánh tử thần miếu rất khó giải, mạnh mẽ kinh khủng. Nói tới đây thì giọng điệu trong lời nói của hắn vô cùng đặc biệt sau đó thì cũng nhắc tới minh thổ, nói, hắc ám thần tử cũng không phải là quái thai cổ đại thế nhưng cũng coi là như vậy. Có cách nói về nữa à, thành y hỏi, có thể hiểu hơn về đối thủ thì rất có lợi cho thạch hạo hắc ám thần tử là một bộ xác cấp cổ đã thông linh và thức tỉnh ở đời này ai ai cũng biết cả nguồn gốc thật sự của hắn thì các người biết không đó chính là một bộ thi thể đã được chôn cất không dưới năm đời thân thể bất hoại kim cương bất diệt đáng sợ tới kỳ quái hắn tuy rằng đã mất đi thần thông ở kiếp trước thế nhưng thân thể vẫn còn những phản ứng theo bản năng có thể phát sinh hào quang thần bí để xé nát chư địch vô cùng đáng sợ theo như dự đoán của quân đạo và đoạn thần tử thì rất có khả năng hắn còn kinh khủng hơn một vài vương của cổ đại khác vậy luôn à, Thạch Hạo gật đầu, cũng không hề tỏ thái độ gì. Long Vũ thở dài, nói, đạo huynh quá tự phụ rồi, ta nói cho đạo huynh biết một chuyện, thế nhưng chuyện này vẫn đang tìm hiểu đúng sai. Chuyện gì thế? Đà thần Thạch hỏi. Lục quan vương đã xuất quan, hắn đang chỉnh hợp nhân mã và cũng đã có một vài vương mạnh mẽ đã đi theo hắn ngoài ra. Người đi ẩn xuất hiện bên trong hung xào đã tu ra một luồng tiên khí kia cũng đã xuất quan và cũng đã có người liên thủ với hắn lòng vũ nói tới đây thì tào vũ sinh thành y đều biến sắc tin tức này quá tệ vô cùng kinh người đình xuyên đó là một cường giả cực mạnh hắn và thập quan vương chắc chắn đã bước ra bước kia còn người ở hung xào kia thạch hạo lại là người chứng kiến và tận mắt thấy uy thế của hắn người này sớm đã thành công nên chắc chắn mạnh mẽ tiền cổ muốn rối loạn rồi tào vũ sinh nói chính xác vì lý do đó cho nên đạo huynh phải suy nghĩ thật cẩn thận chúng ta nên kết minh để vượt qua cửa ải khó này long vũ nói thạch hạo rốt cuộc cũng gật đầu nói cũng được hiện giờ ta rất muốn đi giải quyết người của thiên quốc minh thổ không biết người của các ngươi có thể tìm ra bọn họ và cùng ra tay với ta hay không long vũ ngẩn ra nói huynh đài quá nóng vội rồi quái thai cổ đại của thiên quốc đáng sợ tới mức nào hắc ám thần tử của minh thổ lại càng kỳ lạ hơn cần phải bàn bạc kỹ càng do dự không quyết thì phải đợi tới lúc nào nữa lẽ nào nhìn bọn họ bước ra bước kia thạch hạo nói lòng vũ lắc đầu nói bước cuối kia há lại dễ như vậy sao dù là vương của cổ đại cũng không có mấy người làm được nói tới đây thì hắn hơi dừng lại nói cũng không phải không thể ra tay chỉ cần chúng ta chắc chắn thì có thể phát động một đồn như lôi đỉnh ngay thế thì khi nào mới chắc chắn thỏ nhỏ chớp chớp mắt to bên chúng ta thì cũng đã có người bước ra bước kia quân đạo đại nhân đang bế quan nên cũng không biết thành công hay không, thế nhưng đoạn thần tử chắc chắn có thể, hắn chuẩn bị thành công rồi, lòng Vũ nói. Việc này khiến Thanh Y, Tào Vũ sinh giật này mình, bọn họ rất hiểu người này, thật sự là rất tuyệt diễm, ngạo thị nhân kiệt khắc của Kim. Đoạn thần tử là người của mấy ngàn năm trước, là người đứng đầu của cuộc tranh bá tiên cổ lần trước. Lần đó hắn dùng thân phận là người mới giết chết hai vị quái thai cổ đại khiến cho thiên hạ khiếp sợ muốn bước ra bước kia sao, thật là lợi hại, Thạch Hạo nói, đây cũng không phải là châm biếm mà là đang cảm thán, chỉ khi bản thân trải qua thì mới hiểu được sự kinh khủng ở bên trong. Lòng Vũ nói, ta từng nghe nói, trước đây không lâu đạo huynh đã đạt được một bộ tiên thể, nếu như có thể để nhóm đại nhân quân đạo tham khảo thì ta nghĩ nhất định sẽ có đột phá, đại nhân đoạn thần tử có thể là người đột phá trước tiên. Rất nhanh, hắn vội vàng bổ sung, ta biết việc này là mạo muội thế nhưng tình thế quá bức bách, chúng ta nhất định phải nhanh chóng bước ra bước kia, nếu không thì sẽ gặp nguy ngay hơn nữa. Ta nghĩ hai vị đại nhân kia chắc chắn sẽ không tìm hiểu không công đâu, chắc chắn sẽ dùng trí bảo ngang ngừa để trao đổi. Ồ, thế sẽ dùng trí bảo nào đây, ta thật sự rất chờ mong đó, nếu như giá trị siêu phàm thì ta cũng không ngại đưa tiên thể cho bọn họ tìm hiểu, Thạch Hạo nói. Lòng Vũ nghe thấy thế thì kích động, nói, được, ta đi bẩm báo đại nhân ngay, bảo đảm đạo huynh sẽ thỏa mãn, cứ chờ ta ở táng thành này hắn đứng dậy, không hề trì hoãn giây phút nào nữa. Hắn đã rời khỏi táng giới và dùng pha giới phủ, rất khó theo dõi, đà thần thạch nói. Tình thế nguy hiểm vậy luôn à, ngay cả quái thai cổ đại cũng kết minh với nhau, thỏ nhỏ cau mày, cặp mắt hồng to tròn chớp chớp, nắm đấm nhỏ nắm chặt, nói, ta cũng phải bước ra bước kia. Tin được không, thanh y hỏi, lời nói của hắn nửa thật nửa không, thạch hạo nói, ánh mắt vô cùng sâu lắng thiên quốc, minh thổ đều tới. Đây cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn bởi vì trước kia hai bên đã từng cầu kết với nhau rồi. Thế nhưng, nếu Ninh Xuyên cũng đang kiếm người kết minh thì hắn hơi không tin tưởng, người này mặc dù là cừu địch thế nhưng Thạch Hạo lại có thể cảm giác được sự kiêu ngạo cùng tự phụ trong hắn. Muốn dựa vào chính bản thân mình để quét ngang thiên hạ, tự tin rằng mình vô địch trên thế gian đồng thời thạch hạo cũng đã tu ra được tiên khí nên có thể cảm nhận được giai nạn này không hề sợ quần chiến không sợ người khác liên thủ tiên khí khai thông thiên địa pháp lực cuồn cuộn không dứt vô cùng siêu nhiên đứng ở thế bất bại những người khác không tu ra thì không thể nào tưởng tượng được quái thai của cổ đại tuy nhiều thế nhưng cũng có mấy ai có thể tu ra được tiên khí người tu ra được thì không cần kết minh thạch hạo sau khi nói những lời này ra thì nói tiếp còn chút nữa Long Vũ hiểu quá ít về ta, cơ bản không biết ta có cửu oán với đoạn thần tử. Mấy người ngẩn ngơ, tên đoạn thần tử kia là một nhân vật cực kỳ kinh khủng, lần đầu tiên tham gia thì đã giết một tên tam quan vương nên khiến cả thế gian khiếp sợ và kinh ngạc. Ở một tiểu thiên thế giới không biết tên, trong một vùng đất cổ xưa, trời xanh mây trắng trong núi thẳm quân đạo ngồi trong một tòa động phủ cổ xưa chợt mở mắt nhìn đoạn thần tử ở trước mặt nói thực lực của ngươi lại tăng tiến rồi tiên khí đã xuất hiện mờ ảo gần như thành hình đúng là khiến cho tá ước ao và giật mình bên trong hang cổ này luyện lờ khí hỗn độn mông lung mờ ảo đoạn thần thử ngồi xếp bằng xuống khi chấp mắt thì xuất hiện cảnh tượng thần vẫn ma phục đó chính là đạo của hắn hắn mở miệng nói không biết vì sao lần vượt cửa ải này lại không có thứ kỳ lạ xuất hiện nhưng ta cưỡng ép dừng lại không dám đột phá bước cuối cùng kia cái gì người muốn thành công rồi à trong mắt quân đạo lộ ra tinh quang sau đó là khẽ than một tiếng hắn biết những ngày gần đây hơn nửa số vương của cổ đại đã chết đi tất cả cũng bởi vì thất bại trên con đường này mà đoạn thần tử đang ở đối diện này lại sắp sửa có tiên khí quấn quanh thân thể siêu nhiên bên trên ta lo lắng sẽ xuất hiện kỳ lạ và không rõ đầy kinh khủng kia, vì lẽ đó nên cần phải chuẩn bị thật kỹ, không dám bước ra bước kia một cách vội vàng, miễn cho thân tử đạo tiêu, đoạn thần tử đáp. Có thể do ngươi lo lắng thôi, nếu như ta suy đoán không sai thì gần đây trong tiên cổ đã xảy ra chút biến hóa nào đó, những việc kỳ lạ sẽ tạm biến mất, quân đạo nói. Vì sao lại nói vậy, cặp mắt của đoạn thần tử lộ ra thần mang ta nhận được một tin tức, trước đây không lâu từng có ba người giống như ngươi, khi vượt cửa ái này thì cũng không xuất hiện điểm kỳ lạ kia, thế nhưng bọn họ vẫn chết, không phải chết trong sự khó hiểu mà chết trên đại đạo của chính mình. Kỳ lạ và khó hiểu kia như đã ngủ đông, không còn xuất hiện nữa sao, hai mắt của đoạn thần tử sáng sực, trong con ngươi là chư thần rơi xuống, cổ ma héo tàn, dị tượng kinh người. Lần này ta mời ngươi tới đây là có một tin tức tốt, có thể giúp ngươi bước ra bước kia, quân đạo nói. Chuyện gì thế? trước đây không lâu thì long vũ đã đi gặp hoang người này đã đạt được nửa bộ tiên thi quân đạo nói người tính sai rồi mấy ngàn năm trước ta từng đi qua đạo tràng trí tôn và dẫm đạp hai vị sư huynh của hoang dưới chân và đánh đuổi bọn chúng rời khỏi nơi ấy đoạn thần tử bình tĩnh nói có chuyện này nữa à ta không biết quân đạo nói đoạn thần tử lạnh nhạt nở nụ cười nói ta cũng không muốn dựa vào tiên thi đâu dù gì ta sắp thành công rồi cũng không cần phải mượn nhờ ngoại vật gì cả tự mình tu ra thì mới khiến mình yên lòng nhất người quả nhiên tuyệt diễm cũng chỉ có vài người như thập quan vương đình xuyên thì mới có thể siêu nhiên bên trên quân đạo thở dài ta đi bế quan sau khi bước ra bước kia thì sẽ mang bộ tiên thi đó về cho ngươi cùng nhau nghiên cứu hiện giờ ta không thể phân tâm được nên cũng không có thời gian đi sát phạt đoạn thần tử đứng dậy Ta đang muốn vượt cửa ai nên ngươi cứ cố gắng kiên trì chờ đợi đi để ta thử xem thứ kỳ lạ và không rõ kia có còn tồn tại nữa hay là không, quân đạo nói. Đoạn thần tử ngay thế thì gật đầu. Sau một ngày thì quân đạo xuất quan, đạo hạnh tinh tiến, trên con đường của chính mình thì lần nữa tiến thêm một đoạn cũng không hề xuất hiện thứ kỳ lạ và không rõ kia. Đoạn thần tử nếu biết ngươi đến thì chắc chắn sẽ ra tay, tên mập nói đoạn thần tử mạnh mẽ vô biên, ấy ra, liên quan tới hắn thì có nhiều tin đồn lắm, rốt cuộc cũng đã gặp được chân nhân rồi, thỏ nhỏ réo lên. Người đứng bên kia hả, thạch hạo gõ đầu nàng một cái. Ôi trời, người giam đánh ta hả, thỏ nhỏ trừng cặp mắt hồng của mình rồi duỗi thẳng chân, lập tức một quán rượu nhỏ ở trên con phố khác liền nổ ẩm. Thế nhưng việc này cũng chẳng hề thu hút sự chú ý của người khác, trong táng thành thường hay tranh đấu, một vài nơi tự dưng bị phá hủy cũng là chuyện bình thường ta sẽ chờ hắn hiện thân, Thạch Hạo nói, hắn luôn muốn đòi lại công bằng cho hai vị sư huynh mình, nếu như đoạn thần tử nghĩ rằng sẽ giết hắn thì vừa khéo để thanh toán luôn. Đi thôi, chúng ta dạo quanh thử, nhìn xem có may mắn gì hay không, đà thần Thạch nói. Tào Vũ Sinh dẫn đường, đi về một khu vực khác. Táng thành, không có tường thành, nơi đây rộng lớn, vô cùng phồn hoa ở đây có phố chợ, có khu vực cổ thành và hạng người nào cũng có cả. Ngoài ra, trong thành còn có cả núi rừng có màu đỏ sậm, đó là thứ được lưu lại của kỷ nguyên trước, bên dưới những mảnh đất này có chôn dấu báu vật. Chỉ là tầng đất này quá cứng nên khó lòng phá tan được. Dù vậy, khu địa vực này cũng bị người xưa cày rơi tới mấy chục lần, không hề buông tha bất cứ thứ gì, mà việc khiến người khác kinh ngạc chính là, dù có làm như thế thì vẫn có người phát hiện ra một vài thứ tốt. Một hạt châu đỏ đậm như máu, có người đào được thứ tốt kia, đừng nói là tinh hoa huyết dịch mà sinh linh vô thượng sau khi chết ngưng tụ và lưu lại. Lành quanh hơn nửa canh giờ thì trong vùng núi này chuyển tới tiếng kinh ngạc. Tiếp theo, khu vực ấy bùng phát chiến đấu, có người xuất thủ tranh cướp viên huyết châu kia. Mấy người thạch hạo nhíu mày, nơi đây quả nhiên chẳng phải là nơi tốt lành gì. Mặc dù có thu hoạch nhưng nếu không có thực lực thì cũng đừng mơ có thể mang đi mà còn có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Người phát hiện hồi nãy đã chết, hắn cũng chưa kịp nói câu nào thì đã bị người khác giết, sau đó một đám sinh linh tranh cướp viên huyết châu này. Đáng thương nhất chính là, sau khi xác định lại thì mặc dù viên huyết châu này là huyết tinh thế, nhưng vật chất thần tính ở bên trong đã tiêu tán từ lâu, không còn giá trị nữa. Từ khi tới nơi này, Thạch Hạo vẫn luôn mở thiên mục, phù văn trong con ngươi lấp lánh liếc nhìn khắp vùng đất này chẳng hề rời, thế nhưng vẫn không có phát hiện được thần chân nào đúng là có một vài miếng binh khí vỡ nát cùng với đồ bình thường thế nhưng tới cảnh giới như hắn thì những bảo liệu như vậy không hề lọt vào mắt từng đời đều tới nơi này thì làm sao còn sót lại thứ tốt vẫn nên chuyển nơi khác thôi tên mập kia ta tưởng ngươi là thổ địa ở nơi này thế nhưng không ngờ lại dẫn tới nơi chẳng hề có chút lợi ích gì cả nơi đây bị người khác tìm kiếm chắc hơn cả trăm lần rồi thỏ nhỏ tức giận mắng táng thành không đơn giản đâu bí mật nhiều lắm, trong đây chắc chắc vẫn còn có thứ tốt, trong ngàn đời trước giờ đều có những cảnh tượng kỳ dị vần quanh, chỉ là không có mấy người dám đi vào mà thôi. Vậy còn chờ gì nữa, dẫn đường, thỏ nhỏ vung mạnh tay rồi ra dáng làm người dẫn đầu. Thành y cười khẽ. Hắc Uyên nằm ở trung tâm táng thành, khi nhìn xuống dưới thì chỉ thấy một màu đen ngòm, không cách nào nhìn thấy đáy, chỉ là màu đen tối ập vào mắt mà thôi. Nơi đây hơi kinh kinh, đà thần thạch liếu lưỡi, nó là một tảng đá thế nhưng khi nhìn thấy nơi này lại hơi rùng mình. Vực sâu này giống như tên gọi của nó, vẻ đen ngòm khiến người khác kinh sợ, loang thoáng còn có thể nghe được những tiếng u u từ sâu truyền lên cứ như có thứ gì đó đang gào khóc. Đồng thời, bên dưới đáy vực sâu này thi thoảng còn có thể thấy từng vệt hào quang tuyệt diễm tỏa ra, cảnh tượng vô cùng kinh người. Có người suy đoán, đó là tiên khí đã rơi xuống dưới Hắc Uyên và chờ người xuống nhặt lên, thế nhưng không một ai xuống dưới được, một ông lão bên cạnh cảm thán. Ai có thể xuống chứ? Các tiền bối đại năng từng suy đoán, luồng tiên khí kia cách mặt đất rất xa xôi, thậm chí ở bên trong thế giới trung thiên đã bị phóng ấn, có người khác thở dài. Ở xung quanh có rất nhiều sinh linh, tất cả đều đứng nơi xa nhìn lại, cũng không có mấy người dám xuống. Cũng vì nơi này quá nguy hiểm, những người đi xuống đều chết hết, khó có đường sống trở lên, được xưng là nơi đáng sợ nhất của tàng giới. Chỗ này rất kỳ lạ, bên dưới quả là có thần vật thế nhưng lại có một thứ khí thế nào đó che giấu tất cả, dù là thần thức cũng không thể cảm ứng được, thạch hạo như mày. Chính xác, đây là nơi kinh khủng nhất, thần thức ở bên trên thì không sao thế nhưng muốn đi xuống dưới thì không thể, nếu không sẽ bị nuốt chửng, Tào Vũ xin nói học quyên đường kính có thể tới vạn trượng đèn kịp như mực vách đá cổ xưa và gồ ghề từ trước tới nay chưa từng có ai đi tới phần đáy dù là những đại năng cổ đại những giáo chủ tộc trưởng kinh khủng của dân bản địa cũng không thể có người từng nói trong quá khứ xa xôi thì từng có trí cường giả liên thủ tiến vào học quyên này thế nhưng cũng không thấy ai trở về đây là cấm địa đối với dân bản địa trí cường giả trong tộc cũng không dám đặt chân tới nơi này nhiều người kia đó chớ, đà thần thạch lầm bầm, bên ngoài hắc quyên đâu đâu cũng có sinh linh, tất cả đều quan sát nơi đây. Ồ, cũng không thiếu dân bản địa nữa, thành y kinh ngạc. Mỗi lần tiên cổ mở ra thì sẽ có không ít dân bản địa tới bảo vệ nơi này, nếu như có người ngoại lai đạt được thứ gì đó ở bên dưới thì bọn họ sẽ đồng ý dùng bảo vật có giá trị kinh người trao đổi nhân mã tộc, thể hình mỗi người đều rất khổng lồ, nửa người nửa ngựa, trên lưng có cung điện lớn, tục truyền, trí cường giả của tộc này có thể bắn rơi mặt trời trên trời cao. Cổ ma tộc, từng người đều đen như mực, mọc phẩy đầy dữ tợn. Bất kỳ người ngoại lai nào cũng không muốn đắc tội với họ, bên trong bộ tộc của những sinh linh này đều có nhân vật rất đáng sợ. Con mắt của thạch hạo đau đớn, phù văn thiên nhãn ngưng tụ thế nhưng cũng không cách nào thấy rõ được, nơi đây quá yêu dị sâu bên trong vực sâu có quy tắc và sức mạnh nào đó ngăn cản không cho hắn nhìn xuyên được. Thiên nhãn đã mất đi hiệu lực, việc này khiến hắn ngạc nhiên. Ở cự ly gần thì có thể sử dụng thiên nhãn thông, còn nếu muốn xem dưới đáy thì chắc chắn là không được, Tào Vũ Sinh lắc đầu. Nói thế, khi tu sĩ đi xuống thì sẽ đi được bao xa, thành Y hỏi. Ví như ta thì có thể đi được bao xa, thỏ nhỏ cũng lên tiếng hỏi, rất muốn tìm hiểu ngọn ngành nơi này. Chỗ này rất quái lạ và cũng rất nguy hiểm, nếu may mắn thì có thể còn xa hơn cả giáo chủ, nhưng nếu xui thì chưa tới trăm trượng là đã chết rồi, Tào Vũ Sinh nói. Trên vách đá của hắc uyên này có phủ văn khó tả, xuất hiện bất định, cơ bản không cách nào dự đoán, càng xuống dưới thì càng nguy hiểm. Nói tóm lại, về phía cường giả thần hòa cảnh thì trong khoảng trăm trượng sẽ không gặp nguy hiểm gì cả, có thể sống sót và tự vệ. Vậy à, Thạch Hạo gật đầu, sau đó cẩn thận tìm hiểu được không ít tình huống người không cần thiết phải xuống đâu quá mạo hiểm thanh y nhíu mày ta luôn cảm thấy nơi đây có chút khác thường cứ như có thứ gì đó đang hấp dẫn ta chỉ là bị quy tắc của vách đá kia che giấu đi thiên cơ không cách nào cảm ứng rõ được thạch hạo nói sau đó hắn nhắc nhở mọi người nên cẩn thận đừng để bị người của thiên quốc đánh giết yên tâm đi sát trận của ta sớm đã được chuẩn bị kỹ càng rồi một khi có sát khí thì nó sẽ tự động hiện lên lúc này khắp nơi sẽ là trận kỳ tào vũ sinh nói Lần này, Thạch Hạo cũng không hề mang theo đà thần thạch và hoàng điệp mà chỉ một mình huống xuống vực sâu mà thôi. Không chỉ mình hắn tiến vào, trên vách đá của Hắc Quyên có không ít người, tất cả đều đang cẩn thận trèo xuống dưới không thâm nhập thì không thể biết. Một khi đi vào thì mới hiểu được sự khó khăn của phi hành là như thế nào, nó tựa như còn khó hơn cả lên trời. Thứ tốt là ai mà lại có thể mang lên một mảnh vỡ của binh khí vậy, mảnh vỡ này có khảm nặng một viên vạn pháp thạch nhỏ có sinh linh trèo lên cùng thứ tốt nơi tay nên đã khiến mọi người kinh ngạc. Lúc này có một đám dân bản địa vọt tới và nguyện lấy nhiều thánh dược để trao đổi. Ở nơi này, bình thường sẽ không ai động võ, bởi vì nơi đây có dân bản địa duy trì trật tự, người ngoại lai tuy rằng cạnh tranh kịch liệt với nhau thế nhưng cũng sẽ không phạm vào điều kiêng kỵ này. Thạch hạo liếc mắt một cái và cũng không chỉ hoãn trèo xuống bên dưới, hắn tựa như một con khỉ nhanh chóng đi xuống mười mấy trượng. Quả nhiên, bên trong vực sâu này không chỉ không thể phi hành mà thần thức cũng không thể tỏa ra, nếu không sẽ tựa như bị giao cắt và hao tổn nghiêm trọng. May mắn là nguyên thần của hắn đã được lôi kiếp cột dừa nên mạnh mẽ vô cùng, thử nghiệm trong giây lát thì cũng không hề bị hao tổn gì nhưng Thạch Hạo cũng không dám dò ra thần niệm nữa. Thật là kỳ lạ. Thạch Hạo nghi ngờ không thôi, sau khi xuống dưới thì cũng không thể nhìn rõ trên mặt được, nơi đây có phủ văn khó tà lưu truyền và ngăn cản tất cả những cha xét lúc ở bên trên thì có thể nhìn xa đôi chút thế nhưng khi xuống càng sâu thì tầm nhìn càng rút ngắn nếu không dùng thiên nhãn thì cũng chỉ nhìn thấy cảnh vật trong phạm vi mấy trượng mà thôi khi hắn mở ra thiên nhãn võ đạo thì cũng chỉ nhìn tầm trăm trượng việc này càng khiến hắn cẩn thận hơn nhưng như thế cũng đã mạnh hơn người khác rồi không ít tu sĩ không cách nào nhìn thấy được xung quanh khi thử nghiệm cẩn thận thì cự ly có thể nhìn thấy có hạn nên ai cũng sợ gặp phải nguy cơ kinh khủng nào đó Quả nhiên, khoảng cách 100 trượng vẫn tính là an toàn, mặc dù có phủ văn nào đó lấp lánh công kích vào thân thể thế nhưng vẫn có thể dễ dàng hóa giải. Rõ ràng, trong khu vực này thì cơ duyên trên vách đã cũng chẳng có gì, bất kỳ vật gì cũng có thể nhìn thấy nên sớm đã bị những người thám hiểm trước mang đi cả. Sau khi vượt qua ngưỡng an toàn này thì tình hình trở nên khó khăn hơn, Thạch Hạo có thể cảm nhận được vẻ gồ ghề lạnh lẽo của những hoa văn kỳ lạ ẩn chứa trên vách đá kia. Những thứ này khiến lòng người bất an. Cách đó không xa có một sinh linh hết lớn và rớt từ trên vách đá xuống, mặc cho cả người hắn phát sáng thì cũng không cách nào bay lên được. Âm thanh càng ngày càng yếu cho tới khi biến mất ở dưới vực sâu không đáy này. Thật là đáng sợ, mấy người sợ hãi. Khi đi xuống được khoảng 150 trượng thì sinh linh trên vách đá đã ít đi rất nhiều, bởi vì nơi đây càng nguy hiểm hơn, sơ sót chút là mất mạng ngay. Tốc độ của Thạch Hạo rất nhanh, hắn tựa như là con thằn lằn di chuyển trên vách đá tựa như trên đất bằng, hắn cứ thế đi xuống, trong nháy mắt đã tới 600 trượng. Lúc này, hắn cũng không hề tìm kiếm cẩn thận những thứ trên vách đá, bởi vì những tài liệu của binh khí bình thường cơ bản không cách nào lọt vào mắt. Tới nơi này, bóng người đã cực ít, gần như không thấy ai nữa, bởi vì bên dưới dù có cơ duyên hay tạo hóa thì cũng không hề quan trọng hơn tính mạng được, không ai chấp nhận đi chịu chết được. Hả, là một mảnh vỡ thủy tinh, dù là giáo chủ bình thường cũng đoạt không được, thạch hạo kinh ngạc. Khi xuống tới 800 tượng thì trên vách đá hắn nhìn thấy một chút tàn binh, năm tháng trôi qua cũng không thể phá hủy nó, ánh sáng của nó lấp lánh thế nhưng phủ văn ẩn chứa bên trong đã biến mất. Sau khi xuống tới một trượng thì dù là thạch hạo cũng thiếu chút nữa đã gặp nạn, vách đá phát sáng, phù văn kỳ lạ xuất hiện xem tí nữa đã hất tung hắn rớt xuống dưới vực sâu này có chút phiền phức thế nhưng ta lại cảm thấy một loại kêu gọi nào đó, càng ngày càng gần, hắn cau mày, không muốn dừng lại. Khi tới 1.300 trượng thì Thạch Hạo cảm thấy áp cực lớn, vạch đá này khiến hắn cảm thấy hồi hộp, sóng chấn động mà nó phát ra càng ngày càng kinh khủng. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn lại nhìn thấy một điểm sáng bên dưới cách hắn mười mấy trượng. Hắn nghỉ ngơi đôi chút rồi hít sâu một hơi, lần nữa leo xuống. Là là liễu, thạch hạo khiếp sợ, lần nữa hắn nhìn thấy lá cây của liễu thần, thứ này xanh mơn mẩn, sinh cơ bừng bừng. Nơi vách đá bị xuyên thùng này xuất hiện một cái rãnh đáng sợ, bề mặt có vết máu đỏ sậm, càng có phủ văn không biết tên lưu lại, tựa hồ đã từng có một sinh linh vô thượng bị giết chết nơi đây. Trong khe đá này, có hai chiếc lá không còn nguyên vẹn, xanh biếc là liễu thần lưu lại sau đại chiến bên dưới đến cùng là có cái gì liệu thần đã tới nơi này nhưng loại kêu gọi kia lại không phải của liệu thần thạch hạo rung động trong lòng